Blackpink tự đẩy thuyền trong concert tại Hà Nội, Jennie Jisoo dính như sang, Lisa thơm má Rosé khẳng định chủ quyền, loạt khoảnh khắc thân thiết của Blackpink trong hai đêm diễn Bonpink vừa qua đang nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Siêu concert Bonpink tại Hà Nội đã chính thức khép lại với hai đêm diễn thành công rực rỡ, thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự, bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ. Thăng hoa, bốn cô nàng Blackpink còn khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích. Đứng ngồi không yên với những khoảnh khắc tình bể bình. Tương tác với nhau cực đáng yêu, thậm chí, nhiều người còn đùa vui rằng fan duo OTP đang là những người lời nhiều nhất khi thu thập được loạt khoảnh khắc tình cảm chỉ trong hai đêm concert. OTP, viết tắt của One True Pairing, thường là cụm từ quen thuộc được fan K-pop sử dụng để chỉ những chiến hạm mà họ vô cùng yêu thích trong các nhóm nhạc. Đối với Blackpink, hai thuyền đông dân và được chèo tích cực nhất là Chae Lisa, Lisa Rosé, và Jennie Jennie Jisoo, bởi những hành động. Tương tác thân thiết nhìn là muốn gán ghép, trong concert tại Hà Nội. Những khoảnh khắc của Chae Lisa và Jennie cũng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Với Jennie và Jisoo, hai nữ idol thường xuyên trêu chọc. Bám lấy nhau không rời trong mọi khung hình, thậm chí, có những khoảnh khắc Lisa và Rosé còn chấp nhận đứng ngoài làm nền cho hai người chỉ thoải mái tình tứ, không hề kém cạnh, thuyền Chae Lisa cũng có những giây phút khẳng định chủ quyền gây náo loạn mạng xã hội. Đặc biệt, Lisa còn khiến dân tình quấn quéo với hành động gây sốt bất ngờ thơm má Rosé khi đang trình diễn Hilly, biểu cảm ngại ngùng, e thẹn của giọng ca Underground cũng góp phần làm cho người hâm mộ thêm phấn khích, thích thú.